Xin chào các bạn đến kênh hướng dẫn sử dụng của siêu thị kinh tế Hồng Hy. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về máy xông khí dung Dr. Khe tại nhà. Máy xông khí dung Dr. Khe có thể được điều trị cho bệnh hen suyễn, viêm phế quản cấp và mãn tính, rối loạn hô hấp. Ngoài ra nó còn được sử dụng với nước muối sinh lý để phòng ngừa một số bệnh về hô hấp. Và máy xông khí dung bao gồm ống dẫn khí, mặt nạ trẻ em, mặt nạ người lớn, bầu xông, ống hàm miệng, ống hút mũi, bộ phận lọc dự trữ và thân máy. Đầu tiên, trước khi sử dụng máy xông, bạn cần phải đổ thuốc vào bầu xông. Thuốc là do bác sĩ kê đơn, là do bác sĩ chỉ định liều lượng. Ở đây mình sẽ dùng nước tinh khiết để nắp bầu xông lại. Mình dùng dây tinh khiết. Đầu sẽ kết nối với bầu xông và còn lại sẽ kết nối với mở ra khí của máy xông. Mình sẽ kết nối nguồn điện. Trước khi các bạn bật máy xông bằng công tắc on off này thì các bạn phải chắc chắn rằng là bộ phận lọc phải luôn luôn ở trong máy. Đây, bộ phận lọc phải luôn luôn ở trong máy. Tùy vào mục đích sử dụng, các bạn có thể sử dụng là ống ngậm miệng. Ở đây mình sử dụng ống ngậm miệng. Sau đó mình bật máy. Thời gian xông thuốc là tối đa là 15 phút. Nếu mà các bạn không muốn sử dụng ống ngậm miệng, các bạn có thể sử dụng mặt nạ. Sau khi xong xong, các bạn bấm nút tắt, tháo một phần ống ngậm miệng, tháo dây. Nếu các bạn thấy nước đọng trong dây dẫn khí thì các bạn cần bật lại một lần nữa để cho khí đẩy hết tất cả các hơi nước ra. Tháo dây. Về phần vệ sinh máy thì các bạn cần rửa bầu xông dưới vòi nước và ngâm các bộ phận mình đã sử dụng vào trong nước và với một ít chất rửa tẩy nhẹ. Bầu xông cần được thay thế vào trong 6 tháng ở trong điều kiện bình thường. Còn đầu lọc thì nếu các bạn thấy dơ thì các bạn có thể thay thế bộ lọc thay thế. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video hướng dẫn sử dụng của siêu thị Hồng Hy.